ngỡ ngàng, tỷ phú Trung Quốc cầu chiếc Rolls-Royce Ghost lên penthouse tầng 44. Hôm nay trời xanh mây trắng, lòng cảm thấy trống vắng nên dạo bước ra ban công ngắm dòng người vội vàng bước qua. Bỗng nhiên chợt nhận ra nơi đây trống trải quá. Thấy con xế hộp của mình ở dưới gầm xe một mình cũng cô đơn mà lại lười xuống dưới, nên anh thanh niên này đã quyết định cầu em ấy lên đây cùng bầu bạn. Đúng là người giàu thì làm cái gì cũng nhanh gọn lẹ. Chỉ trong ít phút, các anh thợ đã mang hết đồ nghề để đón người hàn huyền nặng cả tấn của tỷ phú nọ lên nhà cực kỳ chuyên nghiệp. Con Rolls-Royce Ghost nặng khoảng 2,5 tấn, có giá trị hàng chục tỷ đồng, được cầu lên độ cao khoảng 170 mét, đưa từ tầng 1 lên tận tầng 44, khiến dân cư gần đó không khỏi trầm trồ. Trong lúc vận chuyển lên cao, chiếc ô tô được cố định trong một chiếc lồng sắt được chế tạo riêng, sau đó buộc vào sợi dây thép chuyên dụng để toàn bộ xe được cầu lên trên. Ghê chưa? Sau khi đoạn video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhiều người đã cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nhưng mà có gì khó hiểu đâu, người ta có tiền thì thường có lối đi riêng, làm gì cũng dễ dàng mà thôi. Nó ở cái tập. Các bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Chia sẻ cùng 8TV cũng như tiếp tục like, share và subscribe để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức thú vị bạn nhé.